xin chào các bạn, chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono Sài Gòn. Hiện tại là mình đang có mặt ngay khu vực vòng xe Cộng Hòa này các anh chị. Vòng xe Cộng Hòa, cầu vượt Cộng Hòa thì nơi đây bắt đầu người ta tiến hành giải tỏa, giải phóng mặt bằng để mở rộng nút giao của Cộng Hòa cũng như là giải tỏa ùn tắc giao thông trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngay đây là ngay cái góc của Cộng Hòa, đầu đường Cộng Hòa đó anh chị, hướng đi ra khu vực quận 12 thì người ta cũng đã giải tỏa một phần mặt tiền phía trước để mở rộng cái nút giao của Cộng Hòa, giúp cho giải tỏa lượng xe ùn ứ ở phía bên trong của sân bay Tân Sơn Nhất đường được giải phóng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thì ngay đây là ngay số 2C Cộng Hòa, người ta đã đập thọc vào bên trong cũng khá là sâu và cũng đang gọi là sửa sang cái mặt tiền của nhà mình. Các anh chị thấy đập vô cũng khá là sâu ha anh chị. Chỗ cửa hàng xe gắn máy Honda. Thì hy vọng là mở rộng được cái chỗ cái vòng xoay này thì lượng xe ùn ứ bên trong sân bay Tân Nhất sẽ được giải phóng nhanh gọn lẹ hơn. Chứ vòng xoay Cộng Hòa này là một điểm giao cắt của tuyến đường, rất là nhiều tuyến đường nên là lượng xe lưu lượng qua Cộng Hòa đây rất là đông các anh chị, đặc biệt là khu trong sân bay Tân Sơn Nhất muốn đi về cửa ngõ Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh thì thường đi qua nút giao của Cộng Hòa này, nên nơi đây đang mở rộng nút này rất là hay và hữu ích. Thấy giờ ở đây ta đập rất là nhiều không? Đập rất là nhiều, thục vào bên trong hết. Ở phía bên đây là phía dưới của vòng xoay Cộng Hòa nè, trên là cầu vượt bằng thép. Bây giờ mình sẽ đi dọc theo đường Cộng Hòa cho các anh chị xem tình hình hôm nay như thế nào nhé. Và karaoke này bên phải mình sẽ là đường Thăng Long nha các anh chị, đường Thăng Long. Rồi hôm nay em sẽ đi vào đường Thăng Long cho các anh chị xem như thế nào. Đầu đường Cộng Hòa thì người ta buôn bán về đồ hàng thờ cúng rất là nhiều anh chị, đồ thờ cúng. Thì ở Sài Gòn có những cái khu vực bán đồ thờ cúng nhiều như là đường Cộng Hòa này, là đầu đường Cộng Hòa, hoặc là mé bên đầu đường Trường Chinh, hay là nhiều thì ở ngoài khu vực Nguyễn Chí Thanh. Đó là những cái con đường mà ở Sài Gòn này em thấy bán đồ thờ cúng rất là nhiều, trang lư hương, bàn thờ Phật, bàn thờ ông địa thần tài, bằng gỗ rất là nhiều và rất là đẹp anh chị. Phía bên trái mình có cái Winmart nè, hồi xưa là Maximart Cộng Hòa, bây giờ được đổi thành Winmart rồi. Maximart, thương hiệu Maximart thì không còn tồn tại ở trên Việt Nam nữa anh chị. Hồi xưa nó là một trong những cái thương hiệu siêu thị đầu tiên ở Sài Gòn và cũng là một trong những cái siêu thị lớn của Sài Gòn anh chị, nhưng mà dần dần theo năm tháng thì Maximart không còn tồn tại nữa và bây giờ nổi lên là Vincom. Đường Cộng Hòa này thì là cái con đường cửa ngõ đi ra phía Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh, giúp chúng ta đi về Hóc Môn, quận 12, Bình Chánh rồi đó các anh chị. Mà con đường này thì khá là rộng, hai làn xe ô tô cho mỗi chiều, nhưng mà thường là rất là kẹt xe. Bởi vì con đường này rất là dễ kẹt xe vào giờ cao điểm.
Bây giờ là em đang đi hướng đi ra phía quận 12 thì các anh chị thấy nó không có kẹt xe cho lắm, nhưng mà anh chị nhìn bên kia ngược lại phía đi vào trung tâm Sài Gòn thì kẹt xe rất là nhiều anh chị. Bởi vì bây giờ là giờ cao điểm của người ta đi vào trung tâm Sài Gòn để làm việc thì nó kẹt xe. Còn mình đi ra hướng ngược lại thì đỡ kẹt xe hơn. Đấy, nhưng mà buổi chiều các anh chị đi vào giờ tan tầm buổi chiều thì cái mé bên đi ra của Cộng Hòa sẽ kẹt hơn là mé đi vào. Đa phần là người ta đi vào trung tâm để làm việc là nhiều thôi. Có những cái showroom về đồ gỗ và xe hơi rất là đẹp, rất là đắt tiền nha anh chị. Quá trời xe luôn, xe ô tô. Thì đường Cộng Hòa này cũng là một trong những con đường mà phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Cộng Hòa Garden, bên phải mình là Cộng Hòa Garden. Kẹt xe rất là nghiêm trọng mỗi khi mà vào giờ tan tầm, vào giờ cao điểm. Nhưng bây giờ đã làm được cái cầu vượt bằng thép này thì rất là hiệu quả luôn. Không còn tình trạng kẹt xe ở khu vực của ngã tư Cộng Hòa, Hoàng Hóa Thám nữa các anh chị. Ở Sài Gòn thì xây dựng những cái cầu vượt bằng thép này rất là hiệu quả cho vấn đề chống ùn tắc giao thông. Cầu vượt bằng thép hoàn toàn, không có bê tông gì hết anh chị. Bằng thép ở trên là chạy thảm nhựa thôi. Mình về trái Hoàng Hóa Thám thì sẽ đi ra đường Trường Chinh và cũng có một cái ngôi chợ Hoàng Hóa Thám. Quẹo phải Hoàng Hóa Thám thì đi vào khu dân cư cao cấp của đô thị Hoàng Hóa Thám đó các anh chị. Một con đường có nhiều cây cổ thụ cũng khá là đẹp. Đây thì mình sẽ tiếp tục đi trên cái con đường Cộng Hòa cho các anh chị xem ngắm nhìn ngày hôm nay. Phía sau đường Cộng Hòa này có những cái khu dân cư rất là đẹp anh chị. Khu dân cư được quy hoạch rất là bài bản, đường xá hẻm hóc rất là ngon. Và toàn là đường nhựa, đường rộng 3m không à. Xe ô tô ra vào thoải mái. Một khu dân cư phía sau của mặt tiền đường Cộng Hòa rất là sạch sẽ và ok lắm. Hôm nào em sẽ đi ra phía sau của đường mặt tiền Cộng Hòa này cho các anh chị xem như thế nào. Anh chị thấy những cái đường đi vào nè, toàn là những đường nhựa không à, bên trong rất là hay. Đây là những cái showroom xe ô tô đã qua sử dụng. Nói ra anh chị thấy những cái hẻm không,
rồi những cái hẻm đi vào bên trong rất là hay anh chị, mình nhìn vào bên trong sạch sẽ thoáng đãng. Ở khu này thì tuyệt vời rồi, giá trị bất động sản ở đây thì không hề rẻ đâu. Ở đây thì gần sân bay, gần siêu thị, gần chợ, gần những con đường lớn, rất là thoải mái. Thân Nhân Trung, và đây là đường Thân Nhân Trung. Bên kia là khu Etao 2 đó các anh chị. Một trong những cái tòa nhà đầu tiên của đường Cộng Hòa này, và Etao 2. Đường Cộng Hòa này thì mình đi một chút nữa thì sẽ tới là mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, là một trong những mũi tàu rất là quen thuộc. Nhất Chi Mai, và đây là đường Nhất Chi Mai, bên phải là sẽ vào Nhất Chi Mai nha các chị. Đoạn này thì thuộc phường 13 quận Tân Bình, và Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình. Lúc nào cũng nhộn nhịp các anh chị ha, lúc nào xe cộ cũng đông, đặc biệt là những cái con đường cửa ngõ ra vào trung tâm Sài Gòn như thế này, lúc nào xe cộ cũng đông và tấp nập hết á. Buôn bán kinh doanh hai bên đường thì sầm uất. Thường thì ở đây thì phía bên phải của mình sẽ là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đó các anh chị. Ở đây thì các anh chị rất là gần sân bay, đi vào sân bay khoảng 50 phút nữa thôi, rất là gần. Thì sau này thành phố sẽ mở nhiều cái con đường để mà dẫn vào bên trong sân bay Tân Nhất, thì chúng ta sẽ đi thuận tiện hơn, chứ không có còn một cái con đường độc đạo như hiện tại nữa. Nó sẽ có được nhiều cái con đường và nhiều cái con đường đi vào sân bay hơn thì thuận tiện hơn, nhanh gọn lẹ hơn, không bị kẹt xe như bây giờ nó máy bay bay trên trời nè các chị. Máy bay vừa cất cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất. Và đây là khu vực mũi tàu, mũi tàu của Trường Chinh và Cộng Hòa đây. Thông hơn.
qua cái đoạn này cũng đã hết đường Cộng Hòa rồi các anh chị, bước vào đường Trường Chinh rồi. Thì em cũng xin dừng đoạn clip ở đây. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại.